đôi đàn nhỏ nhỏ như vậy rất là xinh đúng không ạ? Rồi chúng ta sẽ có giải nhì, đó sẽ là một chiếc guitar CBX600. Một cây guitar này ạ. Mặc dù được đóng hộp rồi, nhưng một lát nữa nếu anh chị muốn thử đàn này có thể đến trong một phía sau. Còn rất là nhiều mẫu guitar đa dạng, thậm chí là không thường thường đến gia đình quý vị nhé. Và thứ ba chúng ta sẽ có một cái sản phẩm cao cấp hơn nữa, giải nhất của chương trình, đó sẽ là một cây loa Sara Yamaha YAS408 quý vị. Chắc chắn là cái loa này mọi người có thể là sử dụng để nghe nhạc, đàn thậm chí để biểu diễn. Hay hôm nay Thu Hà cũng đang sử dụng loa Sara này để nói tại và hành đô ngày hôm nay, quý vị yên tâm về chất lượng quý vị nha. Rồi bây giờ Thu Hà xin phép được mời một vị khách ngẫu nhiên đại diện cho mọi người ở đây giúp Thu Hà tiến lên sân khấu và chọn ra liền phiếu đầu tiên được không ạ? Ai ạ? Rồi bây giờ Thu Hà thấy là có một đôi chú mặc áo cam đây ạ, rất là dễ thương ạ, rất là xinh ạ. Nhìn chú Hoài rất là nhớ đến người thân của mình ở nhà nên là mời chú lên sân khấu luôn, rất là ai chính giữa luôn ạ. Thôi nếu mà được để chụp hình cho đẹp á, mời chú với Thu Hà với bạn lên sân khấu trên cao luôn, chụp hình cho đẹp được không ạ? Rồi đây, đứng lên cao để mọi người nhìn rõ hơn ạ. Thưa quý vị, đầu tiên sẽ là dạy ba của chúng ta một cây đàn Pianica B32D. Xin được mời chú đầu tiên làm một động tác rất dễ thương, đó là giơ cao hai bàn tay của mình lên chào khán giả được không nào? Và như vậy là trên tay chú không cầm bất cứ vật gì cả, rất công bằng nha. Sau đó mời chú cầm tay trái của mình để trái để trao và thùng phiếu xáo trộn đều lên và chọn cái Thu Hà một liền phiếu. Nhưng lưu ý là trong trường hợp không có vị khách nhận thưởng ở đây, chúng tôi sẽ đọc to 3 lần và hủy phiếu, sau đó sẽ tìm ra người khác, nên cố gắng nắng lại quý vị nha. Rồi cảm ơn chú rất nhiều, mời chú cùng nắng lại ạ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với vị khách may mắn, không biết là đây có mặt ở đây hay không. Xin được chúc mừng cho anh Minh với số đuôi điện thoại là 0981, xin chúc mừng anh Minh ạ. Anh Minh với số đuôi điện thoại là 0981 có mặt rồi, xin chúc mừng anh. Cảm ơn chú rất nhiều ạ. Hy vọng là chú sẽ quà cao hơn nữa chú nha. Dạ Thu Hà xin mời chú quay lại bây giờ chỗ ngồi và Thu Hà sẽ tặng phần quà lưu niệm sau ạ. Dạ rồi, xin được mời anh Minh cùng tiến lên sân khấu ạ. Và Thu Hà cũng xin được mời đại diện ban tổ chức sẽ cùng trao phần quà đầu tiên giải ba của chúng ta là một cây đàn Pianica B32D. Anh ơi, trong thời gian chờ đợi cho được hỏi là cảm xúc của mình khi nhận được phần quà này như thế nào ạ? Rất là bất ngờ đúng không ạ? Rồi, một phần quà rất dễ thương, em mời anh sẽ cùng tiến lên sân khấu để trao phần quà một cây đàn màu xanh dương rất là xinh. Cho em hỏi là ở nhà mình có bạn nhỏ hay là con nhỏ được không ạ? Có, như vậy rất là phù hợp đúng không ạ? Mọi người ơi, chúc mừng cho anh Minh bằng một chỗ đây luôn đúng không ạ? Rồi, anh Minh ơi, nhưng mà em phải làm một cái nhiệm vụ quan trọng để mọi người cảm thấy là ngày hôm nay chương trình công bằng, là em cầm trên tay á, là phiếu có đầy đủ số điện thoại của anh. Anh chỉ việc là đọc to đầy đủ số điện thoại là được ạ. 0908 198 981. Dạ rồi, hoàn toàn trường hợp, xin chúc mừng anh ạ, à, em mời anh ạ. À. Rồi, liên tục chương trình, em mời anh Minh có thể giúp em là một tay mình cầm đàn, tay kia chậm giúp em thêm một liên phiếu nữa cho giải nhì để dừng sự năng của mình cho người tiếp theo được không ạ? À? Giải thứ hai sẽ là một cây guitar CBX600. Anh chàng nào mà muốn là đàn ca vài bài hát, vài câu ca du dương cho người yêu của mình, cho một nửa kia, một crush nào đó thì chắc chắn đây sẽ là một cây đàn rất là phù hợp ạ. À. Tìm mãi chưa thấy lá thứ hai luôn. Em mời anh cho em mượn liên phiếu được không ạ? Dạ em cảm ơn anh rất là nhiều nha. Rồi, xin được chúc mừng cho một vị khách nữ đã mua hàng từ ngày hôm qua rồi, không biết là hôm nay chị ấy có mặt ở đây hay không ạ, nên em mời anh nắng lại giùm em một chút nha. Xin được chúc mừng cho chị Phạm Thị Cúc với số đuôi điện thoại là 7150. Có mặt này, xin chúc mừng. Dạ, xin chúc mừng chị ạ. Chị ơi, hãy cảm ơn anh Minh về đây đã dừng sự yêu cho chị nha. Rồi, em cảm ơn anh Minh rất là nhiều ạ. Thưa quý vị, bây giờ em cũng làm một cái nhiệm vụ quan trọng, chị đọc dùm em số điện thoại ạ. Rồi bây giờ để an tâm hơn, em xuống phía dưới nè, em cầm cái liên phiếu này đi để mọi người có thể là kiểm tra giúp em có chính xác hay không nha. Chị ấy vừa đọc là 7150 này. Chị ấy kiểm tra giúp em cái số này có đúng hay không ạ? Dạ, hoàn toàn trùng khớp, xin được cảm ơn chị ạ. Và ngay lúc này xin được mời chị sẽ cùng nhận phần quà là một cây đàn guitar CBX600 đến từ Yamaha Music Việt Nam. Một tay lớn hơn nữa đúng không ạ? Xin chúc mừng ạ. Rồi bây giờ em xin phép được quay trở lại sân khấu để làm một cái nhiệm vụ quan trọng hơn. Đó là sẽ cùng chọn ra một liên phiếu nữa. Dạ vâng, xin lỗi mọi người, em vừa đi ngang qua cái loa. Rồi, chị ơi bây giờ giúp em nè, chị yên tâm. Ai nhận được phần quà rồi lưu ý giúp em là sẽ đến với khu vực phía dưới bên phía tay phải của Thu Hà để
để làm thủ tục nhận thưởng quý vị nha. Và tiếp theo em mời chị chọn giúp em liên phiếu cuối cùng đặc biệt nhất trong ngày hôm nay, đó chính là một cây loa Sara Yamaha YAS 408 ạ. Em mời chị nha. Hồi hộp quá đúng không ạ?